chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2/3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Và giải thưởng trong vòng này 6 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là 3 từ khóa bắt buộc phải có trong đoạn clip của chúng ta. Xin mời. 1. Đèn vâu. Hoa hậu. Chúng ta có 5 phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Bà con, ai có vấn đề? Biết bao nhiêu người cần đến một tầng y như thế. Gia đình tôi có 3 đứa lắm. Hết giờ. Cả hai đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Chơi em ơi. Em thấy anh sẵn sàng quá, xin mời đợi anh thi trước ạ. Cái gì vậy? Ok, chơi luôn đi ha. Cố lên anh trai ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Sếp, làm gì mà sếp đứng trầm tư quá vậy? Tôi đang suy nghĩ làm sao để có thể trở nên đẹp hơn. Trời ơi, đẹp. Trời ơi, bộ sếp tính đi giỏi phẫu thẩm mỹ hả? Hả? Gì? Trời ơi, sếp mới nói đó. Nguy hiểm lắm nha. Nguy hiểm vậy? Trời ơi, em nói nghe cỡ sếp á là phải đại trùng tu chứ trùng tu xương xương á. Xui cái là xui cà na luôn sếp. Thôi được rồi, đến luôn đi. Ủa? Tà lao không à? Tôi muốn đi thẩm mỹ hồi nào? Cô đó tài lanh quá trời à. Thì em nói đúng không? Bỏ 20 tỷ để trùng tu cái công ty là đẹp cái gì? Trời, nói đúng rồi chứ gì. Sếp còn muốn gì nữa? Sếp, tôi chiều các người quá rồi, các người hư phải không? Chuẩn bị hợp. Ủa? Và báo cáo sếp, đây là doanh thu tháng 1 vừa qua, 1 sếp tỷ 1. Sếp bình tĩnh, xuống máu sếp. Ôi, đâu cái gì? Đó là doanh thu một tháng qua của chúng ta sao? 1 tỷ 1, cậu bị điên à? Dạ, chính xác là 1 tỷ 1, 20. Trời ơi, vậy là có lời sếp, có lỗ không á. Trời ơi. Em thấy không có được đâu nha. Tháng lời tháng lỗ như vậy, mình phải thay đổi đi. Làm được tôi làm rồi. Hay là chúng ta tìm một cô hoa hậu đi. Hoặc là MC Sam làm phát ngôn cho công ty của chúng ta cũng được. Cậu nghĩ công ty chúng ta đủ tiền thuê MC đắt show nhất Việt Nam sao? Wow. Hai người hình như là có thành kiến với người vừa đẹp trai và thông minh như tôi đúng không? Tôi cho cô cậu biết. Một tháng phải chi trả biết bao nhiêu tiền, tiền điện, tiền nước, tiền tất cả mọi thứ. Tôi mời hai cậu về đây. Đừng có ngây thơ như cô gái ngày hôm qua nữa. Sao tháng nào cũng phải lo lời đổ rồi đóng công ty? Tại sao vậy? Nghe chưa? Anh mà nói bậy nói bạ là sếp cho anh ra khỏi công ty bây giờ. Theo ý em nha. Thôi bây giờ bỏ hết đi. Bây giờ sếp cho em suy nghĩ tầm thêm cỡ mấy tháng nữa. Tôi là sếp của cậu mà. Với cậu là ông nội của tôi. Bây giờ cậu muốn làm sao đây? Chị thì xếp cho em cỡ 3 ngày đi. Cậu nghĩ thêm 3 ngày làm được cái gì? Cười cái là hết. Cậu chắc chưa? Anh chắc không? Chắc không? Chắc. Tôi lấy danh dự của mình hứa với mọi người, tôi nhất định sẽ làm cho bằng được. Tôi sẽ làm cho công ty này nổi tiếng trên khắp thế giới luôn. Cậu nhìn kỹ vô cái mặt của tôi đi. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? No. Anh nhìn cái bản mặt tôi xem, tôi sẽ tin anh à? Đường về già lại vào tim ta. Không làm được là tôi cho cậu đi về già với đen bâu luôn đó. Trời ơi, bão táp mưa xa. Không, anh thấy làm sao mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà các bạn có thể nghĩ ra một cái câu chuyện và nó rất là nhiều câu thoại, nó rất là khớp với cái hành động, với cái biểu cảm. Anh thấy tụi em rất là hay, sáng tạo và rất là hài hước. Và anh thấy cái người mà gánh team ở trong đây á
À, xin lỗi Ngọc Trai. Dạ. Cái bạn chính giữa là mình thấy giữ cái nhịp rất là tốt luôn. Nhưng mà nếu nói về diễn xuất bằng giọng nói, cái giọng của Trúc nó vẫn có một cái sự nức nở, nghẹn ngào ở bên trong đó, như một cái giọng của một cô đào thương á. Giọng em lồng những cái vai mà khóc lóc này kia nó sẽ rất là hợp. Nhưng mà khi mà vào trong cái hình của Lê Trang, Lê Trang là mọi người thấy cái dáng hơi tròn tròn đúng không? Đúng rồi. Đó, mà vai bà sếp rất là dữ dằn nữa, thì cái giọng của em nó hơi thiếu cái sự uy lực trong đó. Tôi cho cô cậu biết. Trai thì bởi vì trai quá tự tin cho nên trai đã tự tử. Một số đoạn hình như lại có thành kiến với người vừa đẹp trai và thông minh như tôi đúng không? Nói chậm quá vậy anh. Nhưng về diễn xuất thì khỏi phải nói rồi, trai làm rất tốt cái vai trò của anh chàng đó. Và Tâm thì dù cho là một người không chuyên nhưng mà Tâm rất là tự nhiên. Trời ơi, em nói nghe, cỡ sếp á là phải đại trùng tu chứ trùng tu xương xương á, xui cả là xù cà na luôn sếp. Diễn rất là tự nhiên, mình không thể nào đòi hỏi cái vấn đề khớp 100% ở đây được, bởi vì chúng ta có quá ít thời gian. Và chỉ như vậy thôi là mình cũng ngã mũ khâm phục các bạn rồi. Chính vì cái nội dung mà các bạn đưa vào nó có cái sự hấp dẫn, cho nên là mọi người xem, mọi người thấy thú vị và mọi người bị thu hút. Anh không hề bị cảm giác chán luôn nha. Mặc dù ban đầu khi mà mình coi clip không lời á, anh có cảm giác hơi chán. Hơi chán. Mà chưa kể các bạn có những cái sự sáng tạo, đưa cả những cái trend mới của các bạn trẻ vào đây nữa. Nhất là cuối cùng cái vụ trời ơi bão táp mưa xa đó. Là suốt một thời gian vừa qua mình thấy trên các trang mạng xã hội là các bạn truyền nhau những cái đoạn clip mà các bạn sáng tạo không ngừng nghỉ dựa trên cái câu hát của nghệ sĩ Như Nhân Bạch Tuyết, đúng không? Thì các bạn cũng kịp thời thích ứng mà đưa vào ngay trong cái đoạn thoại này. Cảm ơn các em rất là nhiều nha, xinh đẹp lắm. Xin mời các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội nổi bật. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Dì Tám, làm gì thẫn thờ như người mất hồn vậy? Nhà tôi ba đời chuyên trị các bệnh về xương khớp. Trời ơi, thì ra thằng y đang có trên mạng là gì á hả? Mấy bên này trên mạng đang rần rần tên của dì kìa. Tên gì? Thì cái câu quảng cáo của dì đó. Sao? Thì nghe dì quảng cáo hay quá, mấy nhà báo á họ định tới phỏng vấn để đưa dì lên báo á. Chọn thôi, nín đi, nín đi, nín đi. Tụi lao có chịu hết cho ai đâu mà lên báo. Gì ngộ vậy? Sự thật là vậy mà. Kỳ vậy vậy? Chứ đó giờ á con thấy dì chữa có hết cho ai chưa? Trời ơi, vậy mà cũng bị đặt quảng cáo cam kết chữa khỏi làm như thần y không bằng. Con nhìn lên mình kìa, xấu dù mà không lo. Trời ơi, người ta sắp thi qua hậu đi gì. Trời ơi, vậy không biết ai chấm cho con đậu nữa. Con nói thiệt mà. Giờ đây mà con cười giỡn được nữa hả? Gọi em. Dì gọi xuống đây đi, con có chuyện muốn hỏi gì nè. Đó giờ dì chữa được cho bao nhiêu người khỏi rồi, hay là chỉ có một? Cậu im đi. Bình tĩnh dì ơi, bình tĩnh dì ơi. Cậu nói cái gì? Một lương y gia truyền như tôi chữa khỏi cho biết bao nhiêu người, nghĩ sao chỉ có một? Bị điên hả? Dạ, con nghe đồn là chỉ có một. Ờ thì bữa giờ có một người vô đây à. Mà con hỏi thiệt gì nha, trước gì học gì mà ra làm lương y vậy? Thì đấm bóp vắt hơi. Vậy mà dì kêu con chạy quảng cáo cho gì? Chắc con lấy 8 cái quần con chồng lên đầu luôn quá. Đổi quần như đổi giải thôi, đổi hoài chứ gì. Có gì lấy quần em đổi nè. Hay là mình đính chính lại gì không phải là lương y đi, để khỏi bị nghiệp quật được không? Nghiệp quật. Gia đình tôi có ba đời làm thầy, từ đời ông cố tới đời ba tôi. Chỉ tới đời tôi là bị thất truyền. Tôi làm vậy chứ là muốn nói nghiệp cứu nhân độ thế. Trong khi có biết bao nhiêu người cần đến thần y như tôi, không ủng hộ mà còn trù tôi bị nghiệp quật là sao? Ơi, chị quảng cáo kiếm tiền mà trù người ta nghiệp quật gì vậy? Thôi coi như nãy giờ con chưa nói gì đi, bỏ hết chuyện này qua một bên. Bây giờ chuyện quan trọng là giải quyết hậu quả nè. Người ta đòi kiện gì kìa. Thưa kiện gì ở đây? Họ có tới thì làm gì được nhau? Tin tức quảng cáo cũng tự cậu đăng mà. Dạ con đăng được 3 ngày. Mới có 3 ngày, không lẽ có người chết nhăn răng vậy hả? Ờ, đâu có ai chết đâu. Chỉ việc giường thôi. Giờ giải quyết được không? Anh giải quyết được đi. Được không?
Được, tôi sẽ giao vụ này cho công an giải quyết. Còn tôi đi về nhà. Má giận mệt quá đi về nhà. Thất bại đi về nhà. Tóm lại là tôi đi về nhà. Cậu nhìn thẳng vào mặt tôi nè. Tưởng nãy giờ tôi rảnh ở đây nghe cậu đọc rap hả? Anh tưởng là đèn phâu. Ngồi đó rap cho hết bài rồi đi về nhà nghe con. Bye bye. Trời ơi, tôi hận bà. Chúc mừng đội nổi bật đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ban giám khảo chúng ta nhận xét ạ. Đội màu xanh chịu nhiều áp lực hơn đội màu hồng. Bởi vì người ta đã diễn quá tốt rồi. Nhưng mà anh cũng ngạc nhiên là cái đề tài của các bạn đưa ra cũng khá là hay, cũng khá là thời sự và cũng rất là hài hước. Cái câu chuyện nó cũng có nhiều cái khoảnh khắc mà mình thấy rất là thú vị. Giống như có một cái khoảnh khắc ở trong cái phần trước mà mình thấy rõ ràng là bên bạn làm hay hơn, là cái đoạn mà nói đăng quảng cáo 3 ngày xong nói ủa 3 ngày chưa có ai chết nhăn răng. Họ có tới thì làm gì được nhau. Tin tức quảng cáo cũng tự cậu đăng mà. Dạ con đăng được 3 ngày. Mới có 3 ngày không lẽ có người chết nhăn răng vậy hả? Mình thấy rất là hay và mình thấy nó khớp và mình thấy nó thật sự nó nổi bật làm như mình nhớ. Cũng giống như cái đội của Ngọc Trai ấy, các bạn cũng bám sát những cái gì mà thuộc về trend hiện nay của các bạn trẻ. Cho nên là các bạn đưa vào một cái là một người thú vị ngay. Về cái nét diễn thì mình thấy các bạn diễn khá là đồng đều. Nhất là cái vai của Lê Trang thì Thùy Dương vô rất là hợp vai. Một lương y gia truyền như tôi chữa khỏi cho biết bao nhiêu người, nghĩ sao chỉ có một? Bị điên hả? Và cái giọng mà cao vút trên đọt cây thì vô vai cô gái cũng khá là tốt. Nhí cái giọng nhí thì hợp nha. Chỉ có cái là em diễn nó hơi yếu thôi. Dạ. Em diễn nó hơi yếu so với cái nhân vật đó. Trời ơi, giờ đây mà còn cười giỡn được nữa hả? Còn với bạn Uyên, mặc dù bạn ấy là một cái người hoàn toàn mới mẻ, chưa từng tham gia lĩnh vực lồng tiếng, chỉ là đam mê thôi. Nhưng mà bây giờ đứng kế bên em là một người lão luyện như Thùy Dương. Và mới một cái đoạn em chỉ mới coi trong vòng 5 phút thôi, em cũng chẳng hề run sợ gì cả. Em làm rất là tốt, em làm rất là dễ thương với cái giọng thoại của mình luôn. Thì nghe gì quảng cáo hay quá, mấy nhà báo á, họ định tới phỏng vấn để đưa gì lên báo á. Cho nên anh nghĩ rằng đây cũng là một cái phần trình diễn tuyệt vời của đội các em. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn và xin mời đội của chúng ta về vị trí ạ. Và bây giờ sẽ là giây phút vô cùng khó khăn dành cho ban giám khảo của chúng ta đưa ra quyết định của mình. 3, 2, 1, xin mời. Xin chúc mừng đội nổi bật. Đội nổi bật đã mang về cho mình 6 triệu đồng trong vòng này. Ơi, làm gì mà trầm ngâm vậy? Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để xin nghỉ phép 2 tháng sắp tới. Đừng nói là bà bị bệnh hiểm nghèo nha. Trời ơi, thôi có gì tâm sự đi. Vậy? Nhà tôi 3 đời trị bệnh hiểm nghèo. Tâm sự đi, trăn trối để còn kịp. Nói đi coi nhà tôi giúp được nên không. Nín đi, nín liền. Tài lanh quá à. Tào lao không à. Chứ làm gì bệnh hiểm nghèo. Chứ sao? Tôi đang suy nghĩ cái chuyện khác. Chuyện gì? Làm cách nào đi thử việc ở công ty khác ta. Trời ơi, có vậy thôi mà cũng căng nữa. Tưởng mà bị bệnh hay gì không á. Miệng mắm muối không à. Ai biết nghe, nghỉ 2 tháng tưởng bệnh gì. Trời ơi, tại sao trong giờ làm việc mà hai em ở đây hả? Tại sao em cứ phạm lỗi hoài vậy hả nhân viên một? Bình tĩnh cái gì? Gọi tên đầy đủ người ta cái chết hả? Tôi là Nguyễn Thị Bé Đẹp Một. Believe. Nguyễn Thị Bé Đẹp Một. Yes. Nhưng mà nó cũng kết thúc bằng cái từ một mà. Bé Đẹp Một nói đi. Tại sao cứ phạm lỗi hoài vậy? Tại vì em mới 20 tuổi.
vậy cái ở tuổi của bé đẹp một á là người ta đã đăng quang hoa hậu rồi. Cỡ tuổi như sếp á, bây giờ người ta thành tỷ phú rồi đó. Nè, hình như là tôi chiều các em quá cho nên các em hư đúng không? Chiều ư? Đi trễ 5 phút thì trừ 1 ngày lương, KPI thì đu dây điện, cấm ăn giặt trà sữa trân châu tường đen trong giờ làm việc, giao diện lúc 12 giờ khuya. Việc càng ngày càng tăng mà lương không bao giờ thấy tăng một đồng bạc là sao? Là sao? Là sao? Là sao? Chiều sao? Chị nghe chị gặp chị già xếp chiều sao? Chiều sao? À, thôi, coi như bỏ chuyện này qua một bên đi. Bỏ đi. Bây giờ á, cái bản báo cáo làm sao rồi? Nhân viên 1 đưa tôi xem thử đi. Cái gì vậy sếp? Deadline là thứ 6. Hôm nay là thứ 3. Thì mình xem trước 3 ngày. Sếp đợi tới ngày thứ 6 cái là sếp. Hả? Sao? Đợi nhỏ rồi sao? Ráng được không? Ráng được không? Sống được tới đó không? Tới không? Nè, tôi thấy là hai em quá đáng lắm luôn rồi nha. Tôi không nói nhiều nữa. Bây giờ hai người hãy trở về chỗ của mình, thu xếp đồ đạc, kéo vali và rời khỏi đây cho tôi. Nhìn mặt tôi đi, anh nghĩ tôi tiếc công việc này sao? Yeah, yeah, check it out. Nhìn mặt là biết đau. Đau, 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 đau. Biết chưa? Không về gặp lại luôn. Kiếm đẹp. Trời ơi, tôi là sếp mà.